Hello, xin chào mừng tất cả các bác quay trở về kênh youtube của em Huyền Audio trong video ngày hôm nay Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng em Huyền Audio lại tiếp tục lên cho toàn thể các bác Đó là dòng sản phẩm của đẩy JBL Đây là một chiếc đẩy 4 kênh được thiết kế size 2U, mặt màu đen rất là đẹp à, Về dòng sản phẩm đẩy JBL thì nó cũng là tên tuổi trong những hàng thương hiệu hiện tại trên thị trường Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em muốn nói tới và đây có thể nói đây là nó một cái mẫu đột phá của hàng JBL các bạn nhé thì với chiếc đẩy này thì được thiết kế bởi size u mặt màu đen và phía đằng trước thì được thiết kế bởi bốn bốn volume tinh chỉnh cho từng vế và đặc biệt ngày hôm nay thì với những chiếc đẩy mà có màn hình thiết kế rất là bắt mắt cho tất cả mọi người và các bác có thể quan sát thấy với những uh, phím volume này thì tinh chỉnh cho bốn kênh và báo uh, báo chỉ số volt uh, chỉ số volt db và có thể báo nhiệt độ uh, trong uh, trong máy các bác nhớ và có thể báo nhiệt độ trong máy này và có thể hiển thị tất cả các thông số rất là xịn sò luôn và thậm chí là khi đẩy báo clip thì các bác cũng có thể nhìn thấy trực tiếp trên màn hình và những các cái đèn à, hiển thị à, báo. À, về bên trong nội thất thì em cùng các bác sẽ đi giới thiệu về chi tiết của dòng sản phẩm à đẩy này. Với chiếc đẩy thì được sử dụng là 16 sò à 16 tụ các bác nhá. 16 tụ à, lọc cao cấp. Đấy, đây là 16 tụ à, lọc nguồn rất là cao cấp. Và tăng phô của chiếc đẩy này thì nó khoảng tầm 22 cm các bác nhá à 22 cm. À, về phần à, công suất thì à, trước chiếc đẩy này thì à, được à, sử dụng là 64 sò. mươi à, 64 sò và có bộ áp các bác nhá. 64 sò và có bộ áp và số thúc. À, thì à, với những chiếc à, đẩy à, công suất lớn à, đến từ JBL thì à, các bác có thể nhìn thấy là tất cả các à, dòng sò này thì được à, chạy bởi là sò là JVK các bác nhá chạy sò là gvk đó, các bác có thể quan sát thấy đây một chiếc đẩy khá là chất lượng và gồm có bốn bốn quạt làm mát cho cho hệ thống bên trong đó ạ làm mát làm tản nhiệt làm mát khi chạy với cái mức thời gian lâu. thì trước để này thì chúng ta có thể là sử dụng phòng hát karaoke gia đình hoặc là sử dụng các cái phòng hát để kinh doanh hay là các bác có thể là làm sự kiện à, đều thoải mái ok các bác nhá về phía đằng sau của chiếc để này đây đó thì đều thiết kế cho chúng ta là các cái cổng jack cắm music và jack cài và phía đằng sau thì cho chúng ta là các cái cần gạt parallel pride site gồm cho bốn kênh và đánh tất cả các chế độ từ 1,44V cho đến 0,75 các bạn nhá. Đó thì đây là một chiếc đẩy khá là chất lượng trong cái video ngày hôm nay. À, với à, giá tiền ngày hôm nay thì à, bên cả hàng bên em bác nào mua trong video ngày hôm nay thì bên cả hàng bên em sẽ bán cho toàn thể các bác với cái giá là chỉ có 6 triệu tám trăm nghìn các bác nhá sáu triệu tám trăm nghìn thì các bác cũng đã sở hữu được à, một chiếc đẩy JBL à, à, rất là chất lượng à, các bác có thể nhìn quan sát thấy đây một trong những dòng sản phẩm khá là ấn tượng trong cái video ngày hôm nay À, về kênh của em Huyền Audio thì à, gồm có rất nhiều các cái mặt hàng đẩy bãi mic bãi vang bãi và các cái à, dòng loa chính hãng hay là các cái à, súp hơi à, bát à, rất nhiều các cái loại mà bên cửa hàng bên em à, bán cho tất cả anh em à, rất mong sự ủng hộ của các bác là đi qua vui vẻ ủng hộ cho cửa hàng bên em một like Bác nào chưa đăng ký kênh thì anh em nhớ là ấn đăng ký kênh ủng hộ kênh của bên em nhé rồi kết thúc video tại đây thì cô em cũng xin chào và gặp lại các bác trong những video tiếp theo của em một lần nữa cảm ơn tất cả anh em đã chú ý theo dõi nhá.